yếu thế trong thương chiến với Mỹ, đồng nhân dân tệ yếu nhất trong năm. Theo CNBC, đồng nhân dân tệ đã giảm xuống còn tháng 6 năm 9.352 nhân dân tệ trên USD vào buổi sáng hôm qua, mức yếu nhất trong năm nay từ khoảng 6,9 nhân dân tệ trên USD vào tuần trước. Trong khi đó, tại nước ngoài, đồng nhân dân tệ ở mức tháng 6 năm 9.538 nhân dân tệ trên USD vào cùng thời điểm. Mặc dù giao dịch ở nước ngoài vốn chịu sự kiểm soát ít hơn của chính quyền Trung Quốc, nhưng đồng nhân dân tệ thậm chí đã chạm ngưỡng tháng 6 năm 9.619 nhân dân tệ trên USD vào ngày 7 tháng 6, cao hơn đáng kể so với mức 6,92 nhân dân tệ trên USD trung bình trong tuần trước. Tuy nhiên, vào ngày 7 tháng 6, Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Di Gang cho biết, đồng nhân dân tệ trong hay ngoài nước đều có giá trị như nhau. Cụ thể, ông Di đã nói với Bloomberg News rằng ông không nghĩ rằng bất kỳ tỷ lệ giao dịch đồng nhân dân tệ nào quan trọng hơn. Rõ ràng có một mối liên hệ giữa cuộc chiến thương mại và mức giao dịch của đồng nhân dân tệ. Một chút biến đổi của đồng nhân dân tệ là tốt cho nền kinh tế, ông Di nói thêm với Bloomberg. Đồng nhân dân tệ yếu hơn làm cho hàng xuất khẩu của Trung Quốc hấp dẫn hơn, tạo cho họ lợi thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế, ngoài việc bù đắp chi phí thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc. Các nhà đầu tư đã theo dõi sát sao đồng nhân dân tệ của Trung Quốc, vì đây được coi là một chỉ số quan trọng trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đang leo thang. Nhiều người đang tập trung vào việc liệu nó có chạm mức 7 nhân dân tệ trên USD chưa từng có trong lịch sử hay không. Đồng nhân dân tệ đã được thử nghiệm ở mức đó khi cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang xấu đi trong những tuần gần đây. Kể từ khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tăng thuế đối với số hàng hóa trị giá 200 tỷ USD của Trung Quốc vào ngày 6 tháng 5, giá đồng nhân dân tệ trong nước và nước ngoài đều đã suy yếu hơn 2%. Jamin Ahmad, người đứng đầu chiến lược tiền tệ toàn cầu tại FXTM, nói với CNBC rằng khoảng giá trị 6,90-7,00 nhân dân tệ trên USD đã được coi là một mức độ nhạy cảm đối với tiền tệ. Tuy nhiên, một số sự thay đổi lên xuống gần đây trên thị trường đã cho thấy sự yếu kém về tiền tệ không được coi là một chủ đề nhạy cảm ở Trung Quốc cũng như trong quá khứ. Đáng nói, dữ liệu thương mại chính thức của Trung Quốc trong tháng 5 cho thấy nhập khẩu tồi tệ hơn dự kiến, nhưng thặng dư thương mại của nó với Hoa Kỳ vẫn được nới rộng từ tháng 4. Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết, xuất khẩu trong tháng 5 tăng 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi nhập khẩu giảm 8,5% trong cùng kỳ, có khả năng báo hiệu tiêu dùng nội địa yếu. Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Hoa Kỳ đã tăng lên 26,89 tỷ USD trong tháng 5 từ 21,01 tỷ USD trong tháng 4, dữ liệu Hải quan Trung Quốc cho thấy. Hồng Vân, theo CNBC, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.